Vậy còn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ạ, thưa thạc sĩ Nguyễn Văn Hồng, thầy có lưu ý gì với các thí sinh diện trúng tuyển sớm khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo ạ? Xin kính mời thầy ạ. Năm nay cái diện trúng tuyển sớm vào các trường hay là các bạn thí sinh đăng ký theo cái phương thức riêng của các trường ấy thì có một cái thay đổi mang tính chất kỹ thuật so với những năm trước. Những năm trước thì các bạn trực tiếp xác nhận nhập học với các trường, thì năm 2022 thay vì xác nhận với các trường thì các bạn xác nhận bằng cách đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chính vì vậy các bạn thí sinh cần lưu ý là các bạn phải đăng ký nguyện vọng theo các cái diện trúng tuyển sớm trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì các bạn mới được xét trúng tuyển. Và khi các bạn đăng ký ấy, thì nếu như các cái ngành mà các bạn đã trúng tuyển sớm ấy, nếu như là những ngành mà các bạn mong muốn nhất thì các bạn phải để lưu ý là phải để ở nguyện vọng 1. Còn nếu như những ngành học đấy mà chưa phải là những lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các bạn thì các bạn hoàn toàn có thể để ở cái nguyện vọng các cái thứ tự tiếp theo sau các cái nguyện vọng mà các bạn đăng ký bằng kết quả thi phổ thông. Đấy là một trong những cái mà các bạn đặc biệt lưu ý khi mà đăng ký các cái nguyện vọng trúng tuyển sớm, vì có rất nhiều thí sinh thì các bạn trúng tuyển sớm vào rất nhiều trường khác nhau. Chính vì vậy thì cái bây giờ khi mà đăng ký trên hệ thống của Bộ thì cái quyền quyết định là quyền ở các bạn, chính là các bạn. Chúc các em thành công. Xin cảm ơn thầy ạ. Một câu hỏi nữa xin được gửi tới đại diện của khoa các khoa học liên ngành ạ. Được biết là khoa các khoa học liên ngành có phương thức phỏng vấn để xét tuyển các thí sinh. Xin phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu sẽ thông tin rõ hơn về phương thức này tới các thí sinh ạ. Vâng, kính thưa quý vị, thì năm nay thì cũng theo quy chế chung thôi thì có rất nhiều các phương thức xét tuyển sớm và xét tuyển thẳng và xét tuyển sớm theo quy chế của Bộ Giáo dục cũng như Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì trong đó có một cái phương thức mà tôi nghĩ năm nay là có một cái sự đột phá, một cái rất là hay, đó là phương thức kết hợp giữa điểm chứng chỉ ngoại ngữ và điểm hai môn trong tổ hợp ở trong học bạ 16 điểm. Và bên cạnh đó là còn bổ sung thêm là phỏng vấn trực tiếp thí sinh. Tôi thấy là cái đây là có cái hình thức rất là hay, bởi vì là bình thường ấy thì các em là điểm ngoại ngữ ví dụ như tiếng Anh IELTS là từ 5.5 trở lên cộng với hai cái môn trong tổ hợp mà được 16 điểm trở lên thì về cơ bản thì các em cũng đã đạt trình độ rất là tốt để vào trường rồi. Thế nhưng mà qua phỏng vấn ấy, thì có sự tương tác với hội đồng. Thì trong khi tương tác với hội đồng thì các em có thể hoàn toàn có thể hiểu rõ hơn về ngành. Và thậm chí là có những em là sau khi phỏng vấn thì thấy rằng có thể mình phù hợp với ngành khác hơn hoặc là lại phù hợp với một ngành khác của trong khoa chẳng hạn. Thế thì qua cái phỏng vấn đó thì cái sự tương tác đó thì tôi thấy là các em hiểu rõ về ngành và yên tâm hơn. Và nhà trường cũng có thể đón được một cái số lượng các thí sinh mà phù hợp với các ngành học sau này hơn. Chính vì vậy là chúng tôi cũng rất là mong là các em đã trúng tuyển rồi thì sớm đặt ở cái nguyện vọng 1 để vào khoa, vì đây là sẽ là được các em là cái những cái đối tượng mà đã thấy là rất phù hợp với ngành và với khoa rồi. Xin cảm ơn thầy ạ. Thưa quý vị khán giả, việc chọn ngành, chọn trường, những ngành nghề phù hợp với sở trường cũng như là năng lực của bản thân, phù hợp với yêu cầu của xã hội để khi các bạn ra trường có việc làm ngay là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với mỗi thí sinh và đặc biệt là với mỗi gia đình hiện nay. Xin được hỏi giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, ông có đánh giá như thế nào về xu hướng đăng ký ngành nghề trong các kỳ tuyển sinh trong những năm gần đây và khối ngành nào đang thu hút và khối ngành nào có xu hướng giảm dần ạ? Xin kính mời thầy ạ. Vâng, trước hết có thể nói là qua những năm đổi mới tuyển sinh thì có thể nói là những ngành thuộc lĩnh vực trước hết là những lĩnh vực kỹ thuật công nghệ đưa là những lĩnh vực là thời thượng của thời đại hiện nay. Khi tôi làm phó hiệu trưởng cách đây 15 năm là hiệu trưởng trường đại học công nghệ thì có thể nói là cái tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm rất ít, chỉ khoảng 5-60% thôi. Nhưng khoảng 5 năm trở lại đây thì hầu hết tất cả các em, đặc biệt là lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, khi ra trường đã có việc làm và nhiều em đã có việc làm ngay từ năm thứ ba. Và cũng phải nói thật với các bậc phụ huynh và các em thí sinh là nhiều em học rất giỏi đấy, và các em đã có cái nghiệp vụ chuyên môn rất tốt, các em đã thi lập trình rồi là đạt những cái trình độ như là ví dụ như là hacker trong 100 hacker của toàn cầu đấy, và các em làm ở công ty lương 50.000 đô rồi. Đây là một thực tế đấy, cho nên là trước hết những ngành hot đấy là những ngành kỹ thuật công nghệ đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của cách mạng công nghiệp 1.0, đấy là những ngành hot. Thứ hai nữa đấy là những ngành truyền thống hot từ trước đến nay như là y, dược, luật, kinh tế. Thứ ba nữa đấy là những ngành liên ngành đấy, như là những ngành của thời hiệu, rồi như những ngành như là ngành liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0 như là khoa học dữ liệu, điện tử tin học của trường
khoa học tự nhiên hoặc là lĩnh vực như là phương Đông quốc tế học, Hàn Quốc học và một số lĩnh vực khác nữa, thì đấy là những lĩnh vực rất hot. Như vậy có thể thấy được là bên cạnh những ngành hot như vậy thì có một thách thức đối với Đại học Quốc gia Hà Nội, đấy là những ngành khoa học cơ bản, đấy là đương phải đối phó với cái việc tức là ít các em đăng ký với cái chính sách tuyển sinh như hiện nay. Đấy thì để làm được điều đấy, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có rất nhiều chính sách để có cái học bổng, như các em đã biết, đấy, là chính sách học bổng toàn phần, học bổng bán phần, đấy, và cái học bổng tức là từ các cái tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội thì các em có thể tham khảo. Và mới đây thì Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành chính sách học bổng là mỗi một ngành khoa học cơ bản có đến 5 suất học bổng toàn phần, bao gồm cả miễn giảm toàn bộ học phí, hỗ trợ chỗ ở trong ký túc xá và sinh hoạt phí 2 triệu một tháng. Đây là những chính sách rất là tốt. Và bên cạnh đấy thì Đại học Quốc gia Hà Nội cũng ban hành chính sách đặc thù đối với học sinh trung học phổ thông chuyên, tức là chuyên toán lý hóa, văn sử địa thì có thể vào thẳng đại học trong những lĩnh vực ngành đó. Đấy cũng là một giải pháp để hỗ trợ các em để có thể ước mơ trở thành nhà khoa học để nối tiếp những ngành khoa học truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhưng tuy nhiên, đấy, tôi cũng phải nói thêm với các em là Đại học Quốc gia Hà Nội đấy là một cơ sở đa ngành đa lĩnh vực. Thì như vậy khi các em đã vào một cái ngành nào đó rồi thì các em vẫn có cơ hội để được học ngành kép, bằng kép từ cùng một lúc hai bằng đào tạo chính quy. Và đây chính là một đặc thù rất là đặc biệt của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ví dụ những ngành khác, ví dụ như là học ở khoa xã hội trường, xã hội nhân văn thì rất khó đấy, để có thể bằng luật hoặc kinh tế. Đấy, nhưng mà ở Đại học Quốc gia Hà Nội thì welcome đấy, bởi vì là có trường kinh tế, có khoa luật. Như vậy nếu như các em học giỏi hết năm thứ nhất đạt được thành tích tốt và các em có cái điểm đầu vào đạt ngưỡng sàn trúng tuyển của cái ngành tương ứng thì các em có thể đăng ký vào ngành kép. Và đây là một cái đặc thù hết sức là đặc sắc của Đại học Quốc gia Hà Nội, chính là một cái ưu việt của một cơ sở đa ngành đa lĩnh vực. Hoặc ví dụ như là học sinh của thầy Sơn đấy, có thể là học trường khoa học tự nhiên nhưng có thể học bằng cử nhân ngoại ngữ đấy, hoặc là học về kinh tế hoặc về luật để trang bị cái hành trang cho mình đấy. Và mỗi một năm thì Đại học Quốc gia Hà Nội có gần 1.000 chỉ tiêu để đào tạo song bằng kiểu như thế này đấy, và cá biệt đấy, cũng phải nói thật với các em là Đại học Quốc gia Hà Nội có rất nhiều chính sách để hỗ trợ học sinh khoa học cơ bản nữa đấy. Ví dụ như các em học chuyên vào như vậy các em được tích lũy những học phần, và mới đây thì có một bạn duy nhất đấy, ở trường công nghệ trong 3 năm đã tốt nghiệp xuất sắc ngành công nghệ thông tin đấy, để nhận bằng cử nhân đấy, về công nghệ thông tin. Thì đấy là những ngành mà ngành hot đấy, của xu thế chọn nghề nghiệp của Đại học Quốc gia Hà Nội đấy. Và tóm lại đấy, xu kế thu thế của ngành nghề đấy là những ngành có nghề là những ngành hot đấy, khi tất cả em ra trường những ngành nào gắn với nghề đấy, ví dụ như xây dựng, kỹ sư xây dựng, công nghệ thông tin có ngành công nghệ thông tin đấy, ngành y có ngành đấy, là những ngành hot. Thứ hai là những ngành luật, kinh tế. Thứ ba là những ngành kỹ thuật công nghệ liên quan cách mạng công nghiệp 4.0. Và thứ tư đấy là những ngành liên ngành. Đấy là thứ tự ưu tiên như vậy. Nhưng tôi cũng phải nói với các em đấy là cái lựa chọn ngành nghề đấy nó rất quan trọng đấy, và ảnh hưởng rất là quan trọng đến tương lai của mình. Nhưng như tôi đã nói là Đại học Quốc gia Hà Nội các em còn có nguyện vọng học bằng kép và ngành kép. Và cái thứ ba nữa là mặc dù các em có thể là chọn ngành kép bằng kép mà các em chưa đúng nguyện vọng của mình đấy, thì tôi cho rằng là các em vẫn có cơ hội để thành công trong cuộc đời. Ngày xưa chúng tôi đi học thì làm gì có được chọn nghề nghiệp nghề như các em đâu. Ngành toán là phân là ngành toán, ngành cơ là phải chọn thôi. Thế rồi cũng trở thành học tập, rồi cũng thành tài. Thì tôi cho rằng phải quan trọng nhất đấy là cái sự bền bỉ, phấn đấu, sự kiên trì, đeo đuổi. Đấy, bởi vì chính trong quá trình học ở Đại học Quốc gia Hà Nội thì các em sẽ được tiếp xúc với những các giáo sư đầu ngành, được tham gia các nhóm nghiên cứu. Và từ đó thì các em mới nảy sinh những cái đam mê, những cái hoài bão. Đấy, và cái quan trọng nhất của Đại học Quốc gia Hà Nội cung cấp cho các em đấy là cái phương pháp tư duy, phương pháp nghiên cứu để các em có thể tốt nghiệp đúng ngành đấy. Hoặc không đúng ngành đấy nhưng sau này ra trường các em vẫn có thể tiếp cận một lần được rất tốt. Thì đấy là cái ưu thế của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và tôi cho rằng là hạnh phúc nó chỉ mỉm cười đối với ai kiên trì và hăng say lao động thôi. Nếu như các em chọn đúng ngành đúng nghề rất hot đấy, và thậm chí đã có các em rồi, đã như vậy rồi, nhưng các em không chịu khó học tập, không nỗ lực thì các em thậm chí cũng không tốt nghiệp ra trường được. Cho nên cái điểm thứ tư tôi muốn nhắn nhủ tới các em là khi vào Đại học Quốc gia Hà Nội rồi thì các em có môi trường rất tốt, tạo điều kiện cho các em phát huy thắp sáng mọi cái tài năng. Quan trọng nhất là các em phải nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và điểm cuối cùng tôi vẫn bổ sung thêm một chút đấy, về ý kiến của thầy Hiệu là tại sao năm nay Đại học Quốc gia Hà Nội bên cạnh xét trung học phổ thông đấy, chỉ xét 10% đấy, và chúng tôi lại kèm theo chứng chỉ ngoại ngữ nữa là phải kèm theo tư vấn của hội đồng tuyển sinh nữa. Ở đây là vì đấy, cái kết quả như các bạn đã biết là cái kết quả của học bạ ấy, thường là không chính xác và thường là các thầy cô là cho điểm đánh giá là chủ yếu là điểm giỏi và xuất sắc thôi. Đấy, cho nên là Đại học Quốc gia rất thận trọng là phải có chứng chỉ ngoại ngữ 5.5 và 6.5 đối với ngành hot. Cái thứ hai nữa là trong tổ hợp những cái môn đấy thì tối thiểu phải có văn và toán phải từ 8 trở lên, nhưng vẫn chưa yên tâm. Đấy, phải có hội đồng tuyển sinh không chỉ phỏng vấn để các em hiểu nghề nghiệp
mà còn phỏng vấn để các em hiểu, để đánh giá được cái thực chất, cái điểm học bạ của em ấy có đúng với năng lực các em hiện có hay không. Ví dụ như điểm toán 8 thì các em nắm được kiến thức 8 hay toán hay không, văn hay không, thì cũng phải nói như vậy để các bạn thí sinh và cộng đồng phụ huynh và xã hội hiểu đấy, là Đại học Quốc gia Hà Nội có tuyển học bạ nhưng chỉ thí điểm 10% đấy, và có cái giải pháp là không xét tuyển thẳng mà còn có hội đồng tuyển sinh để phỏng vấn đánh giá năng lực của các em. Thì tôi xin nói rõ thêm như vậy. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức đã có những chia sẻ cho các bạn thí sinh về việc chọn ngành, chọn nghề phù hợp với bản thân. Thưa quý vị, phụ huynh và các bạn thí sinh thân mến, đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn vài ngày để các bạn thí sinh suy nghĩ về việc chọn ngành học phù hợp với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của mình. Mong rằng là các bạn thí sinh hãy cân nhắc lựa chọn thật kỹ trước khi đưa ra những quyết định của mình.